Bóng đá nữ Việt Nam đã từng sản sinh rất nhiều tiền đạo xuất sắc trải qua các thời kỳ. Đó là Ngọc Mai, Kim Chi, Ngọc Trâm. Và sau này, Nguyễn Thị Minh Nguyệt là một trong những cái tên không thể không nhắc đến. Cô chính là gạch nối giữa thế hệ những Kim Chi, Đào Thị Miện, Văn Thị Thành với những Tuyết Dung, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Liễu hiện tại. Danh hiệu của bóng vàng nữ Việt Nam năm 2015 chính là minh chứng cho những công hiến không biết mệt mỏi của nữ cầu thủ sinh năm 1986 này. Trường Trung học Phổ thông chuyên ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, một buổi sáng mùa đông lạnh giá. Các bạn sinh viên đang tập trung cho tiết học giáo dục thể chất hàng tuần. Mọi người chăm chú lắng nghe và thực hành theo những động tác được giáo viên hướng dẫn. Trực tiếp đứng lớp là cô giáo với mái tóc tém, đôi mắt to tròn trong trang phục thể thao khỏe khoắn. Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã về trường công tác được gần 2 năm và cô rất yêu công việc cũng như những học trò của mình. Một công việc mới hoàn toàn mà trước kia khi mẹ gợi ý, cô đã gạt đi nhanh chóng để bước vào đam mê của tuổi trẻ đầy khát khao. Cô Nguyệt rất là tâm huyết với nghề và cô cũng có một niềm đam mê bóng đá cháy bỏng. Cô truyền ngọn lửa cho em và các bạn, ai cũng cảm thấy thế. Em kiểu rất là được truyền cảm hứng ạ. Cô nói chuyện rất là hay, với là truyền cái kinh nghiệm của cô trong khi thi đấu đội tuyển ạ. Thì thật sự là em cảm thấy yêu cái môn này hơn ạ. Khi mà quyết định là xin bố mẹ để đi tập bóng đá thì dẫn cái việc phản đối từ mẹ là rất là gay gắt. Mẹ quyết tâm là muốn là Nguyệt đi học và muốn là theo nghề của mẹ, chứ cũng không muốn rằng là con đi theo sự nghiệp thể thao. Nhưng mà cũng may mắn cho Nguyệt là bố là một vận động viên từ trước đến nay, là cũng đã từng tham gia thi đấu. Tất nhiên là không phải giải chuyên nghiệp, phong trào thôi, bố rất là ủng hộ. Với Nguyễn Thị Minh Nguyệt, tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam một thời, thì việc đến với nghề giáo như một số mệnh. Cách đây 15 năm, Minh Nguyệt bén duyên với trái bóng tròn vào năm học lớp 10 khi đi thi điền kinh, chuẩn bị cho Hội khỏe Phổ đồng Toàn quốc năm 2003. Trong thời gian luyện tập cho đội điền kinh, Nguyệt lân la vào đá bóng, rồi lọt vào mắt xanh các huấn luyện viên bên đội bóng đá nữ Hà Tây. Khi các bạn về thì mình ở lại, và buổi sáng sớm thì mình dậy sớm một chút. Ví dụ như ngày đấy thì Nguyệt hay thường kiểm tra test thể lực và kiểm tra các kỹ thuật cơ bản, ví dụ như đá lòng vào gôn, đá cự ly bao nhiêu mét, 10 quả thì vào bao nhiêu, hoặc đá mu chính diện, hoặc là đá bổng đến đâu. Đấy, những cái test đấy là mới đầu là Nguyệt thua các bạn khi mà mới đầu lên. Nhưng mà sau một thời gian thì Nguyệt nghĩ rằng nếu mà mình chọn con đường này rồi thì mình phải cố gắng. Và khoảng tầm 3 tháng là Nguyệt đã đuổi kịp các bạn, và thậm chí là còn vượt hơn cả các bạn. Ít ai biết rằng trước khi nổi danh ở tuyển quốc gia, Minh Nguyệt từng suýt bị loại với lý do khó phát triển hơn nữa. Thế nhưng ngay khi huấn luyện viên Trần Văn Phát lên nắm quyền, ông đã kiên quyết giữ cầu thủ quê Hà Tây này. Trung vệ, hậu vệ cánh, tiền vệ cánh, tiền đạo, chỗ nào Nguyệt cũng chơi được. Nhưng tài năng của cô chỉ phát lộ thực sự khi huấn luyện viên Văn Phát giao cho cô vị trí tiền vệ công, vốn là điểm yếu sau sự chia tay của Kim Chi. SEA Games 2009 là một kỳ đại hội không thể nào quên đối với Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Sau những thành công tại kỳ đại hội trước đó vào các năm 2005, 2007, Nguyệt mới là cầu thủ trẻ, thì đến năm 2009, cô đã trưởng thành lên rất nhiều. Tuy nhiên, ngay trước thềm giải đấu, nữ cầu thủ sinh năm 1986 đã gặp phải một chấn thương rất đáng tiếc. Cô bị rắn cắn, bao nhiêu hy vọng tưởng chừng như tan vỡ.
Cái điều đấy thì điều mà cũng chẳng ai mong muốn cả. Nguyệt phải điều trị chấn thương, nằm ở bệnh viện Bạch Mai gần một tháng. Sau đó thì mọi người cứ nghĩ rằng là Nguyệt sẽ không tiếp tục tham gia thi đấu được. Nhưng mà thầy Phát vẫn muốn Nguyệt tập cùng mọi người và vẫn muốn đi sang Lào. Đối với chị, cảm giác về trận chung kết với đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan còn nguyên trong ký ức mà Minh Nguyệt không thể nào quên. Giành được huy chương vàng khá là vất vả, vì đá với Thái Lan là 90 phút hai hiệp chính thức, sau đó thì bước vào tiếp tục hiệp phụ và hiệp phụ lại không phân chia được thắng bại, thế là lại đá bên đi. Và Nguyệt cũng khá là tiếc nuối khi mà hiệp hai Nguyệt được thay vào sân phút thứ 86. Nếu như mà Nguyệt đánh đầu tốt quả đấy thì sẽ ấn định tỷ số luôn, và Nguyệt nghĩ rằng lúc đấy chắc là cũng không thể gỡ được bởi vì gần hết giờ rồi. Nhưng bóng Nguyệt đánh đầu nó đi sạt xà. Cả đêm về, mặc dù được huy chương vàng rồi nhưng mà cảm thấy dằn vặt bản thân. Bởi vì nghĩ rằng là nếu mà mình mà đánh tốt quả đấy, mà mình để ghi bàn thì đồng đội của mình cũng không giành cái tấm huy chương vất vả như thế. Minh Nguyệt thì là phải nói có cái sự tì đè rất là tốt. Đấy, hoặc là những cái quả ập băng vào, và nói là Minh Nguyệt rất khỏe, vẫn là rất khỏe, chạy di chuyển hai bên lôi kéo, hoặc là nếu mà hở chân là cô sút rất là tốt, là đàn chị của các em, nhưng rất là gương mẫu và tập luyện rất là tích cực và vẫn duy trì được đảm bảo thể lực. Đấy là một điều rất là quý. Đấy, bóng đá nữ thì nó thời gian thi đấu cái thành tích nó ngắn lắm, không như bóng đá nam, nhưng phải nói là cái cô bé là có một cái sự kiên trì trong tập luyện, nhấn lại. Không quá lời khi nói rằng Nguyễn Thị Minh Nguyệt chính là dấu gạch nối giữa hai thế hệ vàng của bóng đá nữ Việt Nam. Cô đã từng được sát cánh thi đấu cùng những đàn chị như tiền vệ Mai Lan, tiền đạo Kim Trì, trung vệ Đào Thị Miện, hậu vệ Văn Thị Thành để mang về chức vô địch SEA Games 2005-2009. Còn hiện tại với lớp đàn em như tiền vệ Nguyễn Tuyết Dung, có bóng vàng Việt Nam 2018, hay tiền đạo Huỳnh Như, tiền vệ Nguyễn Thị Liễu, Minh Nguyệt chính là đàn chị dẫn dắt và là điểm tựa cho các cầu thủ trẻ để cùng nhau nâng cao chức vô địch Đông Nam Á 2012. Ở trong con người của Minh Nguyệt, trong cái cách đá của Minh Nguyệt, trong cái phong cách của Minh Nguyệt, tôi thấy có một cái gì đấy nó không lẫn vào với ai được. Có những người thì rất là mềm mại, nhẹ nhàng giống kiểu Ngọc Trâm. Có những kiểu là rất là quái và đột biến giống như kiểu Kim Chi. Nó rất là tốc độ giống như kiểu Văn Thị Thanh. Đúng không ạ? Nhưng mà với Minh Nguyệt thì có lẽ là Minh Nguyệt đã là người thừa kế được tất cả những cái ưu điểm của những người đàn chị hoặc là những người đồng đội. Đây cũng là một con người rất là cầu thị, rất là cầu tiến, học hỏi rất là nhiều. Được chơi cùng với lại các đàn chị, hay là sau này khi mà được khoác áo sát cánh cùng các đàn em, thì mình cảm thấy rằng là giữa các thế hệ nó đều có cái điểm chung. Đấy là mọi người chơi bóng bằng tình yêu và bằng cái nhiệt huyết hết mình. Đối với các chị thì phải nói thẳng ra là ngày xưa các chị đá rất là quái. Sau này thì cái lứa của các em thì cái kỹ thuật cá nhân cũng khá tốt, cái xử lý cũng khá tốt, nhưng mà về cái độ quái hay là về cái sự phối hợp cùng đồng đội là không thể bằng được các chị. Nếu SEA Games 2005 là lần đầu tiên Minh Nguyệt được tham dự một giải đấu lớn, rụt rè cùng các đàn chị chinh chiến ở các trận đấu, thì 8 năm sau đó, khi đại hội được tổ chức ở Myanmar, Nguyệt đã hiên ngang dắt các đàn em bước ra sân. Một giải đấu mà chị đặt rất nhiều kỳ vọng và hy vọng vào chức vô địch SEA Games. Vì đây dường như là lần cuối tiền đạo sinh năm 1986 này góp mặt ở ngày hội bóng đá nữ khu vực. Sau những cái chấn thương mà mình nghĩ rằng là mình cảm giác như giải nghệ luôn ấy, và mình quay trở lại, muốn rằng là mọi người khẳng định cho mọi người thấy rằng là mình vẫn còn giá trị sử dụng, và mình cố gắng cách rất là quyết tâm và hết mình thi đấu vòng giải, quyết tâm lắm ấy. Và trận chung kết ghi bàn thì rất là vui, nhưng mà đến khi chung cuộc thì thua, bản thân Nguyệt cảm thấy hối tiếc lắm. Sau những đóng góp không biết mệt mỏi cho bóng đá nước nhà với hai tấm huy chương vàng SEA Games, hai chức vô địch Đông Nam Á
cùng với những chức vô địch bóng đá nữ quốc gia với câu lạc bộ Hà Nội và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu năm 2013, đã đưa Minh Nguyệt trở thành một phần lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam. Danh hiệu của bóng đồng năm 2014 chưa nói hết những cống hiến của nữ cầu thủ sinh năm 1986. Hạnh phúc chỉ thực sự vỡ òa khi Nguyệt bước lên sân khấu và nâng cao danh hiệu của bóng vàng nữ năm 2015 trong một buổi tối không thể nào quên. Nó rất là hạnh phúc bởi vì mình được công nhận, mình được có một cái thời gian thi đấu, nó là kỷ niệm. Như Nguyệt vẫn nói, vẫn chia sẻ đấy, nó không mang giá trị nhiều về kinh tế, nhưng nó là một sự khẳng định và nó cũng là một kỷ niệm rất là đẹp đối với bất cứ một cầu thủ nào. Ở tuổi 31, Nguyệt không còn nhanh nhẹn như xưa, nhưng kinh nghiệm thi đấu của cô vẫn phát huy hiệu quả trong từng trận đấu. Mặc dù huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có những lời khuyên và mong muốn Nguyệt ở lại để kèm cặp, chỉ bảo cho lứa cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, Nguyệt đã quyết định dừng lại, kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số sau 15 năm thi đấu. Nguyệt nghĩ rằng là tuổi của mình thì cũng không phải là ít nữa. Năm đấy thì Nguyệt cũng đã 31 rồi. Nguyệt cần một công việc ổn định và Nguyệt nghĩ đến một gia đình. Chính vì thế thời điểm đấy là Nguyệt cũng rất là khó khăn để quyết định rằng là mình sẽ nghỉ luôn đấy. Rất là khó khăn bởi vì cái khao khát và cái được thèm muốn thi đấu chuyên nghiệp nó vẫn còn. Tức là một con người mà luôn luôn mang lại cái niềm vui cho người khác, nhưng bản thân mình lại là có một cái tâm hồn rất là lắng đọng. Với những ai mà đã từng nói chuyện hoặc là quen thân với Minh Nguyệt đều thấy điều đó. Và ẩn giấu trong một cái con người cười nhiều, vui nhiều là một cái tấm lòng rất là tốt với anh em, với các chị em, với những người đồng nghiệp. Tuy không còn tung hoành trên sân cỏ, nhưng Nguyệt vẫn gắn bó với trái bóng trên cương vị mới, đó là huấn luyện viên và đào tạo các em nhỏ chơi bóng. Lớp bóng đá cộng đồng của Nguyệt thu hút rất nhiều các bạn nhỏ ở khắp nơi. Và Nguyệt luôn nhìn thấy ở các bạn niềm đam mê giống như của cô cách đây nhiều năm về trước. Nếu khi là cầu thủ, Nguyệt chỉ một mình cố gắng vượt qua bao chấn thương rồi những mệt mỏi của đời cầu thủ, thì giờ đây cô đã có thêm người bạn đồng hành tuyệt vời. Chồng cô từng là vận động viên bóng chuyền nghiệp dư và là trọng tài bóng chuyền quốc gia, luôn thấu hiểu những vất vả, khó khăn trong công việc của vợ. Mối tình của hai vợ chồng Nguyệt bắt nguồn từ khi hai người đi học lớp cao học tại trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn. Những khó khăn đối với cuộc đời một vận động viên thể thao đã kéo hai tâm hồn xích lại gần nhau hơn. Mình thường giúp đỡ vợ, thường ra những câu lạc bộ của vợ để quản lý các con, và hàng ngày là vợ chồng về hay bàn bạc để lên những cái giáo án, giáo trình để làm sao đào tạo cho các con những kỹ thuật thật cơ bản. Nguyệt cũng mong muốn rằng là nếu như bạn nào có tố chất thực sự và bố mẹ các con mà mong muốn rằng con đi theo bóng đá chuyên nghiệp, Nguyệt sẵn sàng đào tạo cho các con thêm về cơ bản. Và thêm nữa là mình sẽ là cầu nối để kết nối các con với các đội bóng đào tạo chuyên nghiệp. Có điểm tựa vững chắc từ người bạn đời, Minh Nguyệt tràn đầy niềm tin và hy vọng bước tiếp trên con đường sự nghiệp của mình. Những dự định trong tương lai của cô luôn được chồng ủng hộ và giúp đỡ hết mình. Bóng đá đã đem lại cho cô rất nhiều thứ, nhưng người con gái ấy cũng phải dũng cảm và có đủ nghị lực để vượt qua nhiều khó khăn trên con đường có cả nước mắt, máu và bao mồ hôi công sức tập luyện. Sân cỏ, trái bóng đã là một phần ký ức theo Nguyệt trong suốt 15 năm thi đấu. Nó đã giúp cho cô tôi rèn bản lĩnh kiên cường, sắt đá để không sóng gió, bão tố cuộc đời nào có thể làm gục ngã. Đó cũng chính là hành trang quý báu giúp Minh Nguyệt sớm gặt hái thành công trên con đường mình đã chọn. Trong chương trình tiếp theo, chúng ta sẽ gặp gỡ vận động viên boxing Trương Đình Hoàng, nhà vô địch SEA Games 28, tay đấm đã từ giã sàn đấu nghiệp dư để đeo găng chuyên nghiệp, cũng như quá trình chuẩn bị cho trận quyết đấu cao thủ Vịnh Xuân Forest